Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, diễn đọc Quàng A Tũn. Tập 96, chương 736, Quỷ Tình Lữ, phần 2. Vị công tào này là một nam tử, nhìn bộ dáng bên ngoài mới chỉ 20 tuổi, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười. Người quen, nhìn thì có chút quen mặt nhưng nhất thời không nghĩ ra là đã từng gặp ở đâu. Diệp Thiếu Dương chắp tay với hắn. Không chờ mở miệng, công tào kia đã làm một việc khiến cho hắn hận trợn mắt há mồm, đặt đèn lồng ở một bên, quỳ xuống đất đối mặt với Diệp Thiếu Dương cúi đầu bái lạy. Đây là cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ vội vàng lui qua một bên, xua tay nói: "Không được làm như vậy, ta không có chức vụ trong người, ngươi đừng có mà hại ta." "Diệp Thiên Sư, người cứ nhận lấy." "Không phải, người rốt cuộc là ai? Tự nhiên tới bái lạy ta, ta có chút khẩn trương, người đứng lên đây." Công tào thấy hắn kiên quyết không chịu nhận bái lạy đành phải đứng lên, vái dài, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. "Ta là Lý Hiểu Cường, vừa mới được phong âm quan, cảm tạ Diệp Thiên Sư vì ta mà hạ táng, trước khi nhậm chức đặc biệt đến nói lời cảm tạ." Diệp Thiếu Dương sợ đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nhìn kỹ lại chẳng phải là Lý Hiểu Cường đây sao? Đã thay đổi quần áo, hơn nữa dưới ánh sáng của đèn lồng quỷ còn tối hơn cả ánh trăng thì nhất thời không có nhận ra. "Lý Hiểu Cường, làm sao có thể? Không phải là ngươi đã bị hồn phi phách tán rồi sao?" "Vốn là như vậy, nhưng sau khi ta chết, đúng lúc gặp Triệu tướng quân tuần du trên thiên giới, thấy trong tình phách của ta có linh quang chính khí, biết ta là quỷ chết vì nghĩa, cho nên dùng tiên pháp thu hồn ta lại, đến âm ti dùng nước ở sinh cơ tuyển tu bổ, ta cũng vừa mới được phục hồi hồn phách của ngày hôm nay. Triệu tướng quân điều tra cuộc đời của ta, biết được ta vì tuẫn đạo mà chết, vì thế liền tiến cử hiền tài, tấn phong ta làm công tào, đến Oan Tỉnh Ti làm việc. Nhận được tin Diệp Thiên Sư chôn cất hài cốt, đặc biệt ta về cảm tạ." Tình phách sống lại trên nhân gian tuyệt đối hiếm thấy, xưa nay cũng chỉ có một trong 4 vị đại nguyên soái ở âm ti, Triệu Huyền Đàn tướng quân mới có pháp lực như vậy. Lập tức cảm thấy cao hứng cho hắn vì cái cơ duyên này. Diệp Thiếu Dương vừa định nói hai câu chúc mừng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xua tay: "Đợi đã, người vừa mới nói Oan Tỉnh Ti." Lý Hiểu Cường gật đầu: "Nghe nói chính là phó đề hạt sử của Oan Tỉnh Ti, Thanh Bạch Nhị Thần huynh muội đều là yêu phó của Diệp Thiên Sư. Tương lai chúng ta là người một nhà, mong được Diệp Thiên Sư chiếu cố." Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ. Lý Hiểu Cường là vì tuẫn đạo mà chết thì chuyện phá cách phong quan cũng là bình thường, nhưng vì sao lại trở thành thủ hạ dưới trướng của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch? Sao lại trùng hợp đến như vậy? "Cường tử, Cường tử!" Một âm thanh run rẩy từ phía sau vang lên. Dương Tư Linh đã đi ra khỏi linh phủ, nhào vào trong lồng ngực của Lý Hiểu Cường. Hai người đều là quỷ thể, lại cùng bản chất như nhau nên có thể ôm ấp giống như con người. Hai người lập tức không để ý tới ai mà ôm ấp bên nhau. "Không nghĩ tới Huỳnh vẫn còn sống, thật là tốt rồi." Dương Tư Linh ôm chặt Lý Hiểu Cường, vui mừng mà khóc, nước mắt quỷ chảy ràn rụa. Ôm nhau một hồi lâu, hai người mới bình tĩnh trở lại. Được Lý Hiểu Cường dò hỏi, Dương Tư Linh đơn giản kể lại việc Diệp Thiếu Dương đã cứu mình ra sao. Lý Hiểu Cường nghe xong kích động không thôi, lập tức kéo cô cùng nhau quỳ xuống trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không tiện tránh né, để làm cho bọn họ tâm lý cân bằng một chút, đành phải nhận họ bái lễ. Trong lòng cũng vì bọn họ có thể gặp nhau mà thấy vui vẻ. Sau khi đứng dậy, Lý Hiểu Cường vuốt mặt Dương Tư Linh, chăm chú nhìn một hồi, rồi quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp Thiên Sư, hạ quan có chuyện muốn nhờ. Thôi, nói tiếng người đi. Ngươi còn chưa có nhậm chức mà đã bắt đầu dở giọng nhà quan rồi. Cái gì mà hạ quan với thượng quan? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, xua tay. Ta biết người muốn nói gì. Người muốn đưa Dương Tư Linh cùng xuống dưới đó, rồi tiến cử cô ấy nhận một chức vụ, để cho các người có thể ở bên nhau phải không? Dương Tư Linh sắc mặt đỏ ửng, khẽ mỉm cười. Ta không cần chức vụ gì cả, chỉ cần thôi phán quân có thể miễn cho ta đi vào luân hồi, thì có làm quỷ dịch cũng được, chỉ có thể ở lại quỷ phủ lâu dài. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Lý Hiểu Cường đã sốt ruột nói. Nào có dễ dàng như thế, hạ quan. À, ta có một kế. Hai vị yêu phó của người là để hạt xử, chỉ cần bọn họ lên tiếng muốn thu Tư Linh, chỉ cần không phải chức vụ gì to, thì thôi phủ quân hẳn sẽ thả người. Hơn nữa ta nghe nói thôi phủ quân với Tiêu đại quan cùng với Diệp Thiên Sư có quan hệ cá nhân rất thân thiết. Rồi, thế người nói thật đi, có phải người đã điều tra rõ rồi, hôm nay mới cố tình đi tìm ta đúng không? Lý Hiểu Cường vội vàng xua tay. Thật không phải như vậy. Ta đã khai mở Đại Thiên Thính, nhưng đối với phạm vi của ác linh không gian, thần thức cũng không thể tiến vào. Lúc trước không cảm giác được nàng, chỉ nghĩ nàng cũng giống như ta hồn phi phách tán, cầu Diệp Thiên Sư thành toàn cho. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Cả người á, đúng là được một tấc thì lại muốn thêm một thước mà. Hai người vừa nghe lời này lập tức đều trở nên khẩn trương, sợ hắn không đồng ý. Rốt cuộc làm như vậy là vi phạm vào âm luật, mà hắn đã giúp bọn họ quá nhiều rồi. Diệp Thiên Sư nhìn hai người bọn họ, ánh mắt dừng ở trên mặt của Dương Tư Linh, cười cười nói. Cùng hắn bên nhau hạnh phúc, nếu mà hắn khi dễ cô, nhất định nói cho ta biết. Hai người lập tức tươi cười rạng rỡ, kích động lại muốn quỳ xuống. Thôi đừng có quỳ đi. Diệp Thiếu Dương tiến tới nâng hai người dậy. Lý Hiểu Cường lau nước mắt, cắn răng nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Diệp Thiên Sư, từ nay về sau ta chính là người của người, nếu có chỗ nào hữu dụng thì có đầu rơi máu chảy. Ấy, ngươi không phải là người của ta, ngươi là người của cô ấy. Diệp Thiếu Dương chỉ vào Dương Tư Linh. Cô cùng hắn đi ngay bây giờ sao? Thế không muốn báo thù à? Dương Tư Linh lắc đầu. Có thể cùng Cường Tử làm một đôi quỷ giới vu thê, trong lòng ta cũng không để tâm thù hận. Tuy nhiên ta đã đáp ứng giúp người đối phó với Lương Vũ Sư, chờ sau khi việc này chấm dứt, ta sẽ xuống tìm huynh ấy. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, tỏ vẻ không cần phải như vậy, nhưng cô vẫn kiên trì. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương không còn biện pháp, đành phải lừa cô, nói để mình điều tra trước, đến lúc nào đấu pháp sẽ gọi bọn họ lên chợ giúp. Dương Tư Linh bấy giờ mới miễn cưỡng đồng ý. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm, nhưng lại không có tia chớp nào. Diệp Thiên Sư, đã tới giờ rồi, ta phải đi nhậm chức. Mọi việc cứ như vậy, đến lúc đó người nhất định phải nói cho ta biết. Phù thề chúng ta nhất định sẽ cùng nhau lên giúp người. Được rồi, đi. Lý Hiểu Cường lại cúi người vái hắn, rồi mới kéo Dương Tư Linh nhẹ nhàng rời đi. Dương Tư Linh có chút chần chừ quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Vẫn hay nói nữ nhân rất cẩn thận, đúng là không sai chút nào. Nữ quỷ cũng vậy, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương ca, người có tín vật hay thứ gì có thể làm chứng không, để ta giao lại cho hai vị để hạt xử, bằng không e là bọn họ không có tin lời ta nói. Nói cái gì? Cô cứ nói cô là người của ta. À không, cứ nói là ta đề cử cô, bảo bọn họ an bài. Không được thì nhường lại vị trí là được. Ta tìm hai tiểu gia hỏa này làm việc, còn phải cần bằng chứng à? Dương Tư Linh bật cười. Âm phủ đề hạt xử bị hắn gọi là hai tiểu gia hỏa, lời này cũng chỉ có chủ nhân của bọn họ là Diệp Thiếu Dương mới dám nói. Hai người một lần nữa cáo biệt, cầm lên quỷ đèn lồng từ cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cửa sổ, nhìn bọn họ bay xa. Dương Tư Linh còn quay đầu lại nhìn, ý vị thâm trường nhìn hắn cười. Nhìn thân ảnh của bọn họ nhanh chóng bay đi, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến năm đó chính mình đã cố tình thả tà linh ngàn năm, Tần Phong chạy thoát, sau đó cùng Tiểu Mã yêu thầm một cô gái, so với lần này cũng không sai biệt lắm. Mặc kệ là ở nhân gian hay ở quỷ giới, được ở bên nhau lâu dài vĩnh viễn sẽ là một thứ mà dục vọng của sinh linh mãi theo đuổi. Hay là có loại dục vọng theo đuổi này tồn tại thì sinh linh mới tồn tại, có ý nghĩa hay sao? Chương 737, chủ ý của Đại Tàu, phần 1. Diệp Thiếu Dương đứng im ngoài cửa sổ một hồi lâu, quay người lại thì thấy Trần Lộ đang đứng ngay sau mình, cũng ngây người nhìn ra cửa sổ. "Trần sư tỷ, nhìn cái gì vậy?" Trần Lộ ngơ ngẩn. "Ta thật là hâm mộ bọn họ, chỉ cần có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, là người hay là quỷ thì cũng không sao hết." Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, hóa ra cô cũng từng trải qua tình yêu. "Trước đây ta cũng thích một người, hắn là một đạo sĩ rất tuấn tú." Trần Lộ thu hồi ánh mắt, dừng lại ở trên mặt hắn. "So với người còn xoái hơn." Diệp Thiếu Dương nhún vai. "Ta giữ lại ý kiến." Trần Lộ cười cười. "Không như người nghĩ đâu, trong mắt người tình hóa Tây Thi, trong mắt ta hắn là người xoái nhất. Hơn nữa tính cách của hắn với người bất đồng, hắn rất lạnh nhạt, thậm chí có chút lãnh khốc. Thật ra chúng ta gặp nhau không nhiều, chỉ có 2-3 lần." Đồng tử của cô ta giãn dần ra, khẽ mở, tựa hồ như đang chìm vào trong một hồi ức. Diệp Thiếu Dương không đành lòng cắt ngang, chỉ ở một bên nghe, trong lòng có chút cảm thấy không đúng. Thực sự là có đạo sĩ còn soái hơn cả mình sao? "Pháp lực của hắn rất cao cường, ta hoài nghi thậm chí còn trên cả ngươi. Hắn rất ít nói. Một lần trong lúc ta đuổi giết một con đại yêu gặp được hắn, khi đó ta bị đại yêu đả thương, hắn đột nhiên xuất hiện cứu ta." Nói đến đây, trên mặt cô hiện ra một tầng đỏ bừng. "Lúc ấy ta bị đại yêu đả thương ở ngực, yêu độc nhập thể, hắn vén quần áo của ta lên rồi tiến hành cứu trị. Khi đó ta trong trạng thái nửa hôn mê, nhìn thấy mặt hắn ngay trước mặt mình. Trong giây phút ấy ta đã yêu thích hắn." "Lãng mạn vậy." Diệp Thiếu Dương đáp lại một câu, cả người nổi lên một tầng da gà. Hai người này quen biết nhau, nghe sao cứ cảm thấy quái lạ, giống như là trong phim võ hiệp Tây Môn Suy Tuyết vậy. Trần Lộ âm thầm thở dài. "Sau khi ta tỉnh lại, hắn chăm sóc ta 2 ngày. Ta dò hỏi xuất thân tông môn, có thể hắn không muốn nhớ đến nhân tình, cho nên không nói cho ta biết, đến tên cũng không nói. Sau này trước khi hắn rời đi, có dạy cho ta một môn pháp thuật để tự bảo vệ mình." "Pháp thuật gì?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Thiên hạ đạo thuật xuất Mao Sơn, chỉ cần là pháp thuật đạo môn, trừ phi là bổn tông bí truyền, thì đại bộ phận mình đều có thể nhìn ra được nguồn gốc." "Ta bây giờ là quỷ thân, có thể thi triển được. Bất quá ta còn nhớ rõ khẩu quyết. 2 câu đầu chính là càn định phong sinh, hóa phong bão nguyên, tật phong quá nhĩ, chuyển kiên hồi sinh. Sau đó ta cũng điều tra qua, căn bản là không có chút manh mối. Đúng rồi, Diệp sư đệ, ngươi là thiên sư đạo môn, kiến thức nhất định sẽ rộng hơn ta. Có biết đây là pháp thuật của môn phái nào không?" Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương thì phát hiện vẻ mặt hắn kinh ngạc, như bị lắng đọng tượng đá vậy. "Diệp sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Diệp Thiếu Dương đột nhiên lao tới trước giường, từ trong đống quần áo tìm kiếm túi tiền bằng da của mình, lấy ra một tấm ảnh chụp đã ố vàng đưa cho cô ta xem. Trên ảnh chụp là một thiếu niên cùng với một đứa bé độ khoảng 5-6 tuổi. Đứa bé đó chính là hắn. Hắn chỉ vào thiếu niên mặc áo dài ở bên cạnh, còn chưa có hết nét trẻ con, nhưng vẻ mặt đã rất lãnh khốc. "Gia hỏa mà cô gặp không phải là hắn chứ?" Trần Lộ nhíu mày nhìn thoáng qua, kinh hãi kêu lên. "Là hắn, chính là hắn. Bất quá so với ảnh thì lớn tuổi hơn một chút. Thế là ngươi quen biết hắn sao?" Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. "Quen, quá quen là đằng khác. Hắn là con bà nó, là sư huynh của ta đó." Khẩu quyết mà Trần Lộ niệm vừa rồi chính là Cương Khí Hóa Phong Thuật, trong pháp thuật nội môn của Mao Sơn. Trong toàn bộ đạo môn lúc này, thiên hạ ngoại trừ thầy trò ba người bọn họ sẽ không ai biết được. Cô ta đương nhiên không tìm ra xuất xứ. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng suy nghĩ qua một chút, Trần Lộ khoảng năm 94 mới bị nhốt mất tích trong tòa nhà giải phẫu. Khi đó đạo phong cũng chưa có biến mất, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, từ Phùng Tâm Vũ đến vị trước mặt mình đây. Đúng rồi, còn có cả Dương Công Tử vẫn đang tìm kiếm hắn khắp nơi, phòng chừng giữa hai người bọn họ cũng có gì đó. Không khỏi cảm thán, đạo phong ơi đạo phong, ngươi thật đúng là lưu tình khắp nơi. Hơn nữa còn mặc kệ là quỷ hồn hay tà linh, thậm chí đến đồng nghiệp đạo môn, người cũng không có buông tha, còn lấy pháp thuật nội môn Mao Sơn mà đi tán gái, người đúng là ghê gớm mà. Trần Lộ ngây ngốc nhìn, quá nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, thất thanh kêu lên: hắn là sư huynh của ngươi? Trời ạ, thì ra hắn chính là đạo phong. Đạo phong năm đó đi du lãm thiên hạ, cùng với mấy đệ tử đại tông môn phái cùng thế hệ, còn có một số đệ tử Phật gia đều đã đấu pháp, chưa một lần thất bại, thanh danh đại trấn giới pháp thuật, trên cơ bản ai cũng nghe tới. Trần Lộ nghe nói qua một chút về hắn thì cũng không có gì kỳ quái. Đạo phong, hiện tại hắn ở đâu? Không lâu sau khi cô bị nhốt, hắn cũng mất tích rồi, nhiều năm không có gặp lại được. Bất quá hai ngày trước hắn xuất hiện qua một lần, đã cứu ta một mạng. Diệp Thiếu Dương đơn giản kể lại một chút sự tình đã trải qua. Trần Lộ nghe xong thì cảm thán không thôi, một mình ghé vào cửa sổ trầm mặc một hồi lâu, cảm xúc mới ổn định trở lại. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: ta muốn ở lại bên cạnh ngươi. Cái gì cơ? Ta là du hồn, biết chạy đi đâu tìm hắn, nhưng ta có thể ở bên cạnh ngươi. Ngươi là sư đệ của hắn, hắn chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, khẳng định là sẽ còn tới. Nghĩ rồi lại bổ sung: không thấy mặt hắn một lần, ta sẽ không từ bỏ ý định. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn cổ: các người biết nhau cũng chỉ có mấy ngày, cô cứ như vậy mà thích hắn sao? Trần Lộ kiên định gật đầu: kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã thích. Loại cảm giác này chắc ngươi chưa từng trải qua, ngươi sẽ không hiểu được. Diệp Thiếu Dương trái tim run rẩy, trong đầu hiện ra hình bóng một người, âm thầm hít vào một hơi: cô làm sao mà biết được, ta chưa từng trải qua chứ. Trần Lộ nhìn vẻ mặt của hắn, muốn hỏi nhưng lại không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương nói: ta không có khả năng để cô lưu lại nhân gian lâu dài, bất quá ta đã nói sẽ giúp cô báo thù, cho nên trước tiên cô cứ ở đây, chuyện này kết thúc ta sẽ đưa cô đi vậy. Trần Lộ nghĩ đến sau này còn có nhiều cơ hội thuyết phục hắn, cho nên cũng không có kiên trì. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi vào linh phủ, ngươi không cần lo cho ta, ta đóng lại thần thức, không có nhìn trộm ngươi đâu. Trước khi chui vào linh phủ lại nghĩ đến một vấn đề, quay đầu nhìn hắn có chút thẹn thùng: đúng rồi, ngươi có thể trả lời ta một câu không? Đạo phong là người như thế nào? Đánh giá của ta về hắn á, cô tuyệt đối sẽ không muốn nghe đâu, miễn cho làm ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong cô. Thôi mau vào đi thôi, ta đi ngủ đây. Nói xong cố tình muốn cởi áo. Trần Lộ bĩu môi không cam lòng, hóa thành một làn khói chui vào trong linh phủ. Diệp Thiếu Dương đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ một lúc lâu, trở lại giường, trong tâm không được bình tĩnh, vì thế cầm nút bút đặt trước mặt, tiếp tục xem hai thiên văn tự chính mình đã suy diễn. Từ khi đôi quỷ tình lữ rời đi, đèn trong phòng đã sáng trở lại. Trong đầu hồi tưởng lại chuyện Trần Lộ vừa nói, nhịn không được lấy ra âm dương kính dưới gối, lấy nó làm gương, một tay sờ lên khuôn mặt của mình, soi từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm: ta xem thì thấy người soái hơn nhiều so với đạo phong mà. Phì một tiếng trào phúng từ trong âm dương kính truyền ra, thân ảnh của Tuyết Kỳ chợt lóe. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sắc mặt lập tức tím như là gan heo vậy, trong đầu có ý muốn đập đầu vào mặt kính mà chết đi mất thôi ấy. Chương 738, chủ ý của Đại Tẩu phần 2. Bị hai việc như vậy làm cho hỗn loạn, Diệp Thiếu Dương chẳng còn chút buồn ngủ, quyết định tiếp tục suy diễn lạc thư, dùng nửa đêm thời gian còn lại suy đoán ra thêm hai thiên nữa, tinh thần hao phí thật nhiều, liền đi tắm rửa, tẩy đi sự mệt nhọc. Trở lại trên giường thì toàn thân cơ hồ không còn một chút sức lực. Điều tức một chu thiên đã hơi khôi phục lại một chút, sau đó lấy 4 thiên văn tự mà mình đã suy diễn ra để đọc. Tuy tốn khá nhiều thời gian nhưng lại có ít đến đáng thương, mỗi thư chương chỉ chưa đầy 100 chữ. Trong quá trình suy diễn, Diệp Thiếu Dương cũng xem qua một lần, lúc này nhìn kỹ thêm một lần, quả nhiên có một thiên nói về pháp môn thổ nạp khí nhập thể. Thiên thứ nhất chủ công nhậm mạch, thiên thứ hai đốc mạch. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ nếu hoàn toàn suy diễn ra tiên thiên bát quái chính là kỳ kinh bát mạch trong cơ thể con người? Đây rốt cuộc là pháp môn nội tu gì, làm sao mà lại phức tạp hơn nhiều so với phương pháp của Tiểu Chu Thiên? Trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương cầm notebook nhìn chữ viết trên đó, khiếp sợ đến cực điểm. Có phải hay không đây là phương pháp Đại Chu Thiên trong truyền thuyết? Pháp môn đạo ra để tu luyện ra cương khí của bản thân, tên gọi là Chu Thiên dưỡng khí thuật, được xưng là nội tu, vừa thổ vừa nạp, sinh thành cương khí, tích lũy dần dần lắng đọng ở trong huyệt khí hải. Cái gọi là pháp tắc chính là cương khí phối hợp với pháp khí, thủ quyết, chú ngữ, đem cương khí ra ngoài để phối hợp sử dụng. Pháp khí đều chứa linh khí, có mạnh có yếu, cũng có thể tăng thêm pháp lực. Pháp khí mạnh yếu chủ yếu phụ thuộc vào vật liệu cũng như công nghệ luyện chế. Một kiện pháp khí tốt sau khi được khai quang đạo tràng, đem cung phụng lên đại điện, hấp thu hương khói, hàng ngày nghe tụng kinh đạo, linh khí tích lũy từng chút một, sau đó lại được dùng để giết quỷ hàng yêu, tăng thêm sát khí. Trải qua mấy trăm trận, thậm chí ngàn năm tích lũy, có thể thành công. Đương thời chỉ có một số ít thượng đẳng pháp khí như Long Hổ Sơn có kiếm một trần, Mao Sơn có tam đại pháp khí, Thái Thượng Càn Khôn Khuyên của Trung Nam Sơn, Ngũ Bảo Kim Liên của Nga Mi Sơn, Kim Văn Bát Vu của Ngũ Đài Sơn, đều là ngàn năm truyền thừa của mấy đại tông môn. Nhưng mà cho dù chỉ là nhị đẳng pháp khí, nếu mà các tông môn nhỏ mà lấy được cũng sẽ cung phụng như là vô thượng trí bảo vậy. Cho nên đối với pháp sư mà nói, một pháp khí tốt chính là khả ngộ chứ bất khả cầu, do đó chỉ có thể dựa vào sự tu luyện của bản thân mình mà thôi. Phật gia lấy tâm kinh đả tọa, đạo gia lấy thổ nạp chu thiên, đều không ngừng tích lũy cùng tăng cường cương khí. Tâm pháp thổ nạp của đạo gia đến từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, có ít nhất ngàn năm lịch sử. Bởi vì tâm pháp cơ sở thổ nạp của các môn phái đạo gia khác nhau, cho nên được gọi là Tiểu Chu Thiên, cùng đối ứng với Đại Chu Thiên. Đối với mọi người mà nói, Đại Chu Thiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương từng nghe sư phụ nói qua, nhưng cũng chỉ là dăm ba câu. Nói tới Đại Chu Thiên tâm pháp chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, sau đó bị Hồng Quân Lão Tổ thu hồi cùng với nhau với thiên tiên bát quái. Hơn nữa còn hủy diệt hết thảy câu chữ có quan hệ đến tâm pháp Đại Chu Thiên trong đạo gia kinh điển. Cho nên tuy rằng hắn là thiên sư, Diệp Thiếu Dương cũng giống như những đệ tử đạo môn khác, đối với Đại Chu Thiên chỉ biết tên mà thôi. Nhìn những câu chữ mà mình suy diễn được ghi chép trên notebook, tâm trạng của Diệp Thiếu Dương rất kích động. Từ cổ chí kim, đạo sĩ đều dùng Tiểu Chu Thiên để thổ nạp, không có tâm pháp khác. Mà mấy thiên văn tự trong tay mình đây, cho dù là xem xét như thế nào cũng là một phương pháp thổ nạp, có tương tự như Tiểu Chu Thiên nhưng lại phức tạp và thâm ảo hơn nhiều. Chẳng lẽ đây chính là Đại Chu Thiên? Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác như đã hóa thân làm Trương Vô Kỵ, như lúc vô tình kích động khi tìm ra được bí tịch Cửu Dương Thần Công. Hít một hơi thật sâu, niệm một lần tĩnh tâm chú, cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh trở lại, cẩn thận suy nghĩ, quyết định cần thiết phải quay về Mao Sơn một chuyến. Thứ nhất là báo cáo manh mối về Đạo Phong để xem có lại lừa được chỗ nào tốt nữa hay không. Thứ hai là để sư phụ nhìn xem mấy phần tâm pháp này, nhờ lão phân tích giúp một phen, đây rốt cuộc có phải là tâm pháp Đại Chu Thiên, có thể tu luyện được hay không. Nếu đó thật sự là tâm pháp Đại Chu Thiên thì đó chính là tạo hóa lớn của mình. Nếu như không phải thì giống như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, có mấy loại thần thông tà phái gì đó, luyện đến cuối thì tẩu hỏa nhập ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng hối hận cũng không có kịp. Đem đồ vật cất vào trong ba lô, Diệp Thiếu Dương đem kinh hồn linh trên cửa sổ, sau đó lên giường nằm, trong đầu suy nghĩ một vấn đề khó hiểu. Đạo Phong tại sao lại muốn đưa lạc thư cho mình, là thật sự có ý tốt hay là lại có mục đích gì đó? Nếu như hắn không chết, vì sao không tới gặp mình? Âm thanh của kinh hồn linh kêu lên không phải mà là tin nhắn của điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương giật mình mở ra, là Nhuyễn Lãnh Ngọc gửi tới một tin. Sáng mai 8 giờ, nhà ga Cương Thành. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui mừng vô cùng, lên gửi lại một tin nhắn, nhân tiện hỏi nàng vì sao muộn như vậy còn chưa có ngủ, muốn cùng nàng trò chuyện một hồi. Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy tin nhắn gửi lại. Ngay lúc định tắt ngủ thì tin nhắn lại vang lên. Diệp Thiếu Dương cầm di động nhìn thoáng qua, thấy choáng váng, là tin nhắn của Chu Tĩnh Như gửi, rất quan tâm hỏi thăm tình huống của hắn. Cơn buồn ngủ của Diệp Thiếu Dương lập tức tan biến, cầm di động ngơ ngẩn. Trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn tự hỏi chính mình một vấn đề mà đã trốn tránh bấy lâu. Rốt cuộc là ngươi thích ai hả Diệp Thiếu Dương? Trong đầu không ngừng hiện ra giọng nói, dáng điệu, nụ cười của ba người con gái, làm cho hắn sắp nổi điên. Vì vậy đứng dậy cầm lấy lệnh phù của Trần Lộ, triệu hồi cổ ra ngoài. Diệp sư đệ, giờ đã quá nửa đêm. Trần Lộ kinh ngạc nhìn hắn. Cô đừng có hiểu lầm, ta chỉ muốn cùng cô tâm sự, nhờ Trần sư tỷ giúp ta phân tích nội tâm một chút. À, là về vấn đề tình cảm á? Trần Lộ nghe xong liền cười cười, ra vẻ ủy khuất. Tỷ ta không cần ngủ, nhưng quá nửa đêm còn cùng ngươi nói chuyện phiếm, dù sao cũng không được ổn cho lắm. Diệp Thiếu Dương sững sốt một chút, xua tay. Nếu cô không muốn ta lưu cô lại lâu dài, vậy thì cứ quay về ngủ đi. Không cần chỗ tốt lớn như vậy. Trần Lộ sắc mặt ửng đỏ, nhìn hắn thẹn thùng cười. Diệp Thiếu Dương bị cô dọa cho sốc, cho rằng cô ta có ý gì đó với mình. Kết quả Trần Lộ thấp giọng, ngươi không phải là sư đệ của Đạo Phong sao? Ngươi cũng đừng gọi ta là sư tỷ, ngươi có thể gọi là đại tẩu được không? Nghe thân thiết hơn một chút. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn hóa đá. Cái cô gái này đã bị dính vào ma chướng của Đạo Phong rồi sao? Bất quá mình cũng không sao cả, gọi là gì thì cũng như nhau. Lập tức ừ một tiếng, vâng, đại tẩu. Trần Lộ trên mặt lộ vẻ vui sướng. Ngươi không cần phải nịnh ta. Kêu đại tẩu chứ phải kêu lão bà đâu, có cái gì mà nịnh. Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Về sau ta gọi cô là đại tẩu là được. Thật sao? Trần Lộ thấy hắn gật đầu liền nắm lấy tay hắn. Ngươi là thiên sư, không thể nói đùa với quỷ. Nếu ngươi nhận ta làm đại tẩu thì ta chính là đại tẩu của ngươi. Nếu có ai khác không chịu thừa nhận, ngươi sẽ vì ta mà nói chuyện giúp ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới biết là mình bị cô ta lừa. Còn mẹ nó, quả là lợi dụng trắng trợn. Vạn nhất tương lai gặp Đạo Phong, cô ta đẩy mình ra thì biết làm sao. Lập tức xua tay vội vàng. Này, đừng có hại ta. Chuyện của các người, tự các người tìm cách giải quyết đi, ta không muốn can dự vào. Ngươi đã đáp ứng rồi, ngươi vừa kêu ta là đại tẩu, phải làm chủ cho ta chứ. Trừ phi ngươi còn có sư huynh nào khác. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Ta còn có một sư huynh ngoại môn, cô chắc đã gặp qua. Hắn nhìn tuy hư giả, nhưng nếu biết cô không chê. Chương 739, Toái Thi. Trần Lộ ngay lập tức nói ngay. Đừng có nói bậy nữa, dù sao người cũng đáp ứng rồi. Diệp Thiếu Dương bị nàng ép cho không còn cách nào, đành phải nói về sau sẽ tính. Dù sao thì Đạo Phong cũng không có ở đây. Đến lúc đó nếu như thực sự gặp được hắn, mình sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Trần Lộ hài lòng gật đầu cười. Được rồi, nói chuyện của ngươi đi. Đều là người trong nhà, tẩu sẽ giúp ngươi phân tích. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Đối mặt với một cô gái không có liên quan đến chuyện này, à, là đại tẩu chứ, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy dễ mở miệng. Lập tức nói một hơi từ đầu đến cuối về khúc mắc tình cảm của mình với ba cô gái kia. Trần Lộ nghe xong cười nói. Chú em quả là có phúc khí, ba đại mỹ nữ đều thích như ngươi. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Nếu cô muốn theo bọn họ mà giễu cợt ta thì ta có nói cũng vô ích mà. Đại tẩu là người trong nhà, sao lại giễu cợt ngươi được? Trần Lộ không bỏ qua cơ hội chiếm tiện nghi, trầm tư một hồi cùng Diệp Thiếu Dương tâm sự về chuyện này, hơn nữa còn đưa ra ý kiến của mình. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên kể với người khác về nội tâm, trút hết nỗi niềm khi nói chuyện thật lâu, cuối cùng cũng cởi mở hơn. Trần Lộ thật ra cũng không dạy hắn cái gì, mà làm cho hắn kiên định với lựa chọn lúc trước của mình, chính là không chọn lúc này. Ít nhất thì tạm thời không nghĩ đến việc này. Thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, một lòng bắt quỷ hàng yêu, mọi việc về sau sẽ tính. Khi nào đến thời điểm cần thiết thì đưa ra lựa chọn. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương cảm giác thấy vui sướng hơn nhiều. Nói ngủ ngon với Trần Lộ rồi leo lên giường. Sáng sớm rời khỏi giường, Diệp Thiếu Dương rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ. Lúc này Trần Lộ từ linh phủ đi ra, giống như là một trưởng bối, kêu hắn sửa soạn như thế nào để cho soái thêm. Dưới sự chỉ đạo của Trần Lộ, Diệp Thiếu Dương đi xuống siêu thị dưới lầu mua một lọ keo vuốt tóc. Theo yêu cầu của Trần Lộ, đem đầu tóc chia thành 3/7. Này, như vậy có đẹp à? Có lỗi thời rồi hay không? Diệp Thiếu Dương từ nhỏ đến lớn đều ở trên núi. Tiểu huyện thành dưới chân núi không có nhiều người lắm, cũng không biết thế nào là hợp mốt. Bản thân cũng chưa từng chú ý về kiểu tóc, về phương diện này cũng mù tịt. Khá đẹp mà, tuy là so với Đạo Phong thì còn kém một chút, nhưng cũng không tồi đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn vào gương soi một hồi, thấy đã đến 7 giờ, sợ chậm trễ chính sự, vậy xem ra đã tốt lắm rồi. Bảo Trần Lộ đợi ở trong phòng, mình vội vã ra cửa đón xe đến nhà ga. Kết quả xe chạy 5 phút đã tới nhà ga. Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa trạm ngẩn ngơ chờ đến 8 giờ. Cuối cùng Nhuyễn Lãnh Ngọc cũng ra. Nàng mặc một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, đeo kính mát, trông rất đẹp, đi giữa đám người kéo theo một cái hành lý. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi tới đỡ hành lý từ tay nàng, nhìn quanh trái phải cười nói: Cô đi một mình à? Chứ sao? Sư huynh Uông Ngư của cô đâu? Nhuyễn Lãnh Ngọc đáp: Người nhớ hắn à? Thì chỉ muốn hỏi thăm một chút mà. Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt, nhớ hắn, mình ước gì cả đời này không có gặp lại hắn thì có. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm thì biết được nàng đón xe lúc nửa đêm, còn chưa có ăn gì cả, vì thế đưa nàng tới gần đó để ăn sáng. Hai người ngồi đối diện với nhau chờ người ta mang đồ ăn. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra Nhuyễn Lãnh Ngọc cứ lề nhìn lên đầu mình, lập tức đắc ý cười: Kiểu tóc này thế nào? Nhuyễn Lãnh Ngọc nhàn nhạt: Ai thiết kế cho người kiểu tóc này vậy? À, là một người bạn. Nữ à? Bao nhiêu tuổi? À thì Nhuyễn Lãnh Ngọc cười lạnh: Ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết bác gái đó 40 hay 50 tuổi thôi. Diệp Thiếu Dương giật mình: Đầu ra mới 20 tuổi thôi. Không thể nào, có thể nghĩ ra kiểu tóc này ít nhất cũng phải 40 tuổi rồi. Trẻ đầu 37, rất thịnh hành ở thập niên 90 á. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, ảo não vỗ đùi một cái. Mình chỉ nghĩ Trần Lộ là nữ sinh, cho nên xem nhẹ một chuyện thật quan trọng. Cô ta chết từ những năm 90, bị nhốt trong tòa nhà giải phẫu những 20 năm. Trình độ thẩm mỹ thì đương nhiên cũng dừng lại thời điểm đó. Vậy mà mình còn nhờ cô ta để thiết kế kiểu tóc. Đúng là tự nhảy vào hố mà. Ăn cơm xong, Diệp Thiếu Dương gọi xe cùng Nhuyễn Lãnh Ngọc quay lại khách sạn mình đang ở, đưa nàng vào phòng, sau đó mở cửa. Diệp Thiếu Dương xuống lấy hành lý, bảo nàng cứ vào trong trước. Nhuyễn Lãnh Ngọc vừa bước được 2 bước, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Này, đây là phòng của ngươi à? Đúng vậy, bằng không làm sao tôi mở được cửa. Diệp Thiếu Dương đi vào liếc mắt, nhìn thấy Trần Lộ đang nằm trên giường sừng sốt, liền vội vàng giải thích với Nhuyễn Lãnh Ngọc: Này, không phải như cô nghĩ đâu, cô ta là quỷ, cô không cảm giác được quỷ khí à? Nhuyễn Lãnh Ngọc à một tiếng: Là kim mốc tàng quỷ hả? Diệp Thiếu Dương suýt hộc máu. Cũng may là Trần Lộ đứng lên mỉm cười kéo tay Nhuyễn Lãnh Ngọc: Cô đừng hiểu lầm, ta là đại tẩu của hắn. Nhuyễn Lãnh Ngọc sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn nàng: Cô là vợ của lão Quách sao? Lần này đến phiên Trần Lộ hộc máu. Diệp Thiếu Dương phải tiến lên giải thích, Nhuyễn Lãnh Ngọc mới hiểu, cũng không nói gì thêm. Diệp Thiếu Dương đưa cho nàng một cốc nước, bảo nàng ngồi xuống. Vốn định nói chuyện phiếm một hồi, kết quả bị Nhuyễn Lãnh Ngọc thúc giục, đành phải kể một lượt sự kiện từ đầu tới cuối. Nhuyễn Lãnh Ngọc nghe xong lại hỏi một số điểm đáng ngờ. Diệp Thiếu Dương đều nhất nhất trả lời, khiến cho nàng hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Người dẫn ta tới phòng học kia, ta muốn nhìn cỗ thi thể đó một chút. Nhuyễn Lãnh Ngọc đứng dậy nói: Cô không nghỉ ngơi một tí à? Hay là ngủ một giấc đã? Ta tới đây không phải là để ngủ. Nhuyễn Lãnh Ngọc nói rồi trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đành phải đuổi theo. 20 phút sau, hai người tiến vào tòa nhà giải phẫu, đến phòng học 408, thật sự đi thẳng đến chỗ quan tài. Ngày đó khi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương đã đậy nắp quan tài. Bây giờ mở ra, quái thi bị kim lũ thi y bao bọc vẫn còn nằm im ở bên trong. Nhuyễn Lãnh Ngọc đi tới quan sát một hồi, biểu tình càng trở nên ngưng trọng. Lấy từ trong cái túi trên vai ra một vật hình bát giác, là một phiến kim loại có kích thước giống như đồng tiền, để ở trên miệng của quái thi. Quái thi lập tức toàn thân run rẩy. Nhuyễn Lãnh Ngọc dùng ngón tay gắt gao ấn chặt miếng kim loại, một lát sau cầm lên lật mặt trái rồi lại ấn vào lại. Miếng kim loại vốn sáng bóng lấp lánh bị phủ một lớp giống như là nhọ nồi màu đen. Nhuyễn Lãnh Ngọc lấy bật lửa đốt dưới phiến kim loại, nhọ nồi lập tức hóa lỏng, hóa thành từng giọt không ngừng chảy xuống. Nhìn qua chỉ có một lớp mỏng, ấy vậy mà chảy mất mấy phút đồng hồ, chất lỏng mới bị đốt hết, miếng kim loại khôi phục nguyên trạng. Đây là thứ gì vậy? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Là áp thi phiến. Nam Dương có tập tục khi hạ táng đặt một tấm thiếc vào miệng của người chết. Tấm thiếc từ trăm năm trở nên có thể luyện hóa thành pháp khí, dùng để kiểm nghiệm hết thảy tà khí. Tạm dừng một chút, Nhuyễn Lãnh Ngọc lại nói, đây là một tầng oán khí đã hóa lỏng thành nhiều thi huyết như vậy, có thể thấy bên trong thi thể này có chứa rất nhiều oán khí. Ánh mắt của Nhuyễn Lãnh Ngọc nhìn cách bài trí trong phòng, rồi ngồi xuống chăm chú quan sát linh đường. Đứng dậy âm thầm hít vào một hơi. Đây 7-8 phần là một khối toái thi. Thụy thi, nó là cái gì? Thân là thiên sư, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy mơ hồ. Các loại cương thi hắn đều nghe qua, nhưng chưa từng nghe qua thụy thi. Cương thi mà cũng biết ngủ sao? Chương 740, Thiên Đào Vạn Quả. Toái thi hoạt tử, lấy hồn hiến tế. Đây là một loại thuật hiến tế Nam Dương. Đưa ta lên sân thượng xem nhĩ trầm kia. Hai người cùng nhau trèo lên sân thượng, đi vào căn phòng nhỏ. Nhuyễn Lãnh Ngọc điều chỉnh tinh bàn trên đồng hồ của mình một chút, đo lường tính toán một hồi lâu. Nhìn qua cửa sổ thấy được toàn cảnh U Linh Lộ. Sau đó quay về phòng học 408. Thế nào? Diệp Thiếu Dương thấy nàng trước sau không nói một lời, nhịn không được hỏi. Lão Quách phân tích không sai, đây chính là tứ cửu sinh cơ biến. Đây là linh đàn chủ trận. U Linh Lộ không phải là trận chính. Toái thi hóa âm, oán khí không cân bằng. Toái thi bên trong quan tài này lấy kim lũ thi y bao bọc, có thể dựa thế linh đường hiến tế, không ngừng sinh ra oán khí, thông qua nhĩ châm ở trên sân thượng truyền đến U Linh Lộ. Trên con đường của U Linh Lộ còn có kim ti bọc thể, giống như là tử vị, nhị đao, tương hô ứng, động tác lẫn nhau, sinh ra lực lượng phong ấn cường đại. Hèn gì có thể phong ấn đồng giáp thi vương ở phía dưới. Đây là vu thuật Nam Dương điển hình, ở bên trong căn bản không thấy. Về tình cảm có thể tha thứ được. Diệp Thiếu Dương nghe nàng giải thích một cách bài bản như vậy, không khỏi gật đầu. Nghĩ tới nàng lớn lên ở Hồng Kông, sư phụ lại là âm dương sư Nam Dương, đối với vu thuật và pháp thuật Nam phái đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhuyễn Lãnh Ngọc lại nói, trận pháp này vô cùng tinh vi, người bày trận pháp lực cường đại, rất có thể là người trong gia tộc Đại Vu Tiên. Trận pháp khổng lồ như vậy, đến kiến trúc cũng được dùng tới. Ta cũng chỉ gặp qua một lần ở Thái Lan. Điểm mấu chốt của trận pháp này vẫn là chỗ sinh ra oán khí. 49 người cùng nhau tự sát, hồn phách oán khí sâu nặng, nhưng chưa đủ để thi triển trận pháp lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh. Không thể nào chứ, nhiều sinh hồn oán linh như vậy, sao oán khí còn chưa đủ? Nhuyễn Lãnh Ngọc không trả lời, nhìn hắn hỏi ngược lại, ngươi thấy một người chết thế nào mới coi là thống khổ? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, sao lại hỏi cái này? Thì ngươi trả lời đi. Vấn đề này thực sự đúng là khó trả lời. Diệp Thiếu Dương gãi ót suy nghĩ. Người bị chém chết, đập chết, đầm chết, tuy là rất thảm, nhưng đau đớn thống khổ cũng chỉ trong nháy mắt. Người sống sờ sờ ra bị tra tấn đến chết mới là thống khổ nhất. Nhuyễn Lãnh Ngọc lại hỏi, tra tấn như thế nào? Biện pháp thì có nhiều. Trói vào ghế tra tấn, rót nước ớt, đổ vôi bột vào mắt, dội nước sôi lên đầu, đều là thống khổ vạn phần. Nhuyễn Lãnh Ngọc nói, Người chết càng đau đớn thì sau khi chết sinh ra oán khí càng mạnh, nhưng thi thể tế sống để làm trung tâm trận pháp. Những cách chết mà ngươi vừa nói đều không đủ để áp trận. Tổng cộng có 48 người sống bị cưỡng bức phải tự sát. Sau khi chết còn muốn luyện hóa sinh hồn của bọn họ. Nếu thi thể dùng để hiến tế kia không có đủ oán khí mạnh thì làm sao có thể khống chế được 48 đạo oán khí kia? Lấy oán khí áp chế oán khí là trung tâm của vu thuật. Lấy oán khí áp chế oán khí à? Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này cuối cùng cũng hiểu được, lẩm bẩm: ý cô là người này chết vô cùng bi thảm, có đúng không? Đương nhiên, thảm trạng của người này phải vượt qua 48 người kia cộng lại thì mới có thể áp trận. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, làm sao lại có cách chết thảm đến như vậy? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình. Ta nghe nói Trung Liệt Vương Dương lúc sinh thời đã bị Ngụy Trung Hiền bắt giam vào ngục, kiên cường bất khuất bị dùng trọng hình, đinh sắt đóng vai, toàn thân xương cốt bị đánh gãy nát. Thế mà vẫn xem là cách chết thảm nhất hay không? Nhuyễn Lãnh Ngọc nói: nhưng Trung Liệt Vương không phải là liên tục chịu hình. Linh đường hiến tế này thu thập oán khí chỉ trong thời gian ngắn, trong quá trình từ sống cho đến chết không thể dừng lại. Từ sống cho đến chết không thể dừng. Diệp Thiếu Dương vỗ ót: vậy thì chỉ có Lăng Trì. Nghe đồn Viên Sùng Hoán lúc chết là bị thiên đào vạn quả, đây mới gọi là thảm nhất. Hay là người này cũng bị Lăng Trì mà chết? Nhuyễn Lãnh Ngọc đi tới bên cạnh quan tài, duỗi tay ấn lên kim lũ thi y. Thi thể lập tức cử động giống như lần đầu khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy, mềm mại không xương, tứ chi giống như thân rắn. Kết hợp với những gì mà Nhuyễn Lãnh Ngọc vừa nói thì nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được mà có một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy lên. Nhuyễn Lãnh Ngọc hít sâu một hơi. Người này khi còn sống bị tùng xẻo mà chết, dùng kim lũ thi y bao lại, không phải là thi thể mà là thịt nát. Chỉ dựa vào kim lũ thi y khâu thành hình người mà thôi. Thịt nát của người. Diệp Thiếu Dương nhìn kỳ quái. Khi thi thể đang cử động, cảm thấy toàn thân rét run, nghĩ thầm thật là may đám người Tạ Vũ Tình không có ở đây, bằng không giờ phút này sợ là chân đã nhũn ra rồi, ngồi xuống đất mà nôn mửa rồi. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương nghĩ tới lần đầu tiên khi cùng với Tử Nguyệt quyết đấu, Tử Nguyệt cũng đã hóa thành một bãi huyết nhục. Lập tức hít sâu vào một hơi. Không sai, là cô ta. Thịt nát này chính là Tử Nguyệt. Nhuyễn Lãnh Ngọc lau mồ hôi lạnh trên trán, lùi về phía sau một chút, không dám lại xem khối thi thể kia. Thiên đào vạn quả, mỗi rào xẻo xuống đều sẽ hình thành oán khí để trận pháp hấp thu. Ta không biết cô ta bị xẻo bao nhiêu dao, nhưng nghe nói thời cổ đại, người chịu hình thời gian dài nhất chính là Thái Giám Lưu Cần, bị xẻo đến 3.600 đao. Cũng có thể chỉ là khoa trương thôi, nhưng nếu là với đào phủ có trình độ cả mà nói thì 1.000 đao là có thể. Cũng chỉ có cách chết thảm như vậy mới có thể ngăn chặn 48 đạo oán khí còn lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lên nói: tại sao cô lại nghĩ đến điểm này? Loại vu thuật ở Nam Dương này đã có từ thời cổ đại, tuy là cực kỳ hiếm phát sinh. Khi ấy tù trưởng hay thủ lĩnh gì đó có thể tùy tiện giết người, vì thế mới phát huynh ra loại thuật hiến tế này. Nhuyễn Lãnh Ngọc lắc đầu: ta không thể nghĩ tới trong xã hội hiện tại còn có người thi triển loại vu thuật tuyệt nhân như vậy. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: thiên đào vạn quả, Tử Nguyệt làm sao có thể chịu được? Cho dù cô ta là người có tính kiên cường, nhưng cũng không thể chịu được các loại đau đớn như thế này. Sau khi bắt đầu chịu hình, mọi việc đã không còn do cô ta quyết được. Điều này cũng đúng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm nói: không chừng Tử Nguyệt không biết là mình sẽ chết như thế nào. Nói một cách khác, cho dù là người có tín nhiệm kiên cường đến như thế nào cũng không có can đảm lựa chọn cách chết thảm như vậy. Đầu sỏ hết thảy tội lỗi chính là tên Lương Vũ Sư. Diệp Thiếu Dương nắm chặt hai tay đến răng rắc, cắn chặt làm hàm răng nghiến ken két, căm thù nói: Lương đạo sinh, chỉ tính là chuyện này thôi cũng đủ để giết người 100 lần rồi. Vì không muốn phá hư toàn bộ trận pháp, hai người cùng nhau đậy lại nắp quan tài, rời khỏi tòa nhà giải phẫu. Từ trong đó đi ra, dừng lại một hồi lâu để bình tĩnh lại cảm xúc, tiếp tục thảo luận. Quỷ bị thiên đao vạn quả mà chết, oán khí sâu đậm, hơn nữa lại thêm trận pháp thì càng khó đối phó. Nhuyễn Lãnh Ngọc đề nghị trước tiên phải tìm Lương đạo sinh kia tính sổ. Ngô Nhạc Ý kia hẳn là biết hắn đang ở đâu. Nhuyễn Lãnh Ngọc nói, con trai ông ta luôn đi cùng với Lương đạo sinh, dĩ nhiên là ông ta biết. Diệp Thiếu Dương đáp, nhưng không thể trực tiếp làm hắn khai ra được. Rốt cuộc chuyện này cũng liên quan đến vu thuật. Hơn nữa 30 năm đã qua, không có chứng cớ, cô không thể nào khảo vấn ông ta, chứ đừng nói gì là truy tố vô tình. Lúc trước hắn cùng Tạ Vũ Tình đã thảo qua việc này, rốt cuộc vẫn quyết định không có đi tìm ông ta. Pháp thuật không được, vậy thì dùng cách của giới pháp thuật thôi, bỏ qua pháp luật đi. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói, đi tìm hắn câu hồn khảo vấn vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, được rồi, cô còn tàn nhẫn hơn so với ta đó, đi thôi. Chương 741, rơi vào bẫy dập phần 1. Diệp Thiếu Dương mang Nhuyễn Lãnh Ngọc trở lại khách sạn, gặp mặt Tứ Bảo. Ba người cùng nhau thương lượng kế hoạch cụ thể. Xông thẳng vào thì khẳng định là không được, chưa nói đến việc nhà Ngô Nhạc Ý nhất định là có không ít bảo vệ. Cho dù ông ta có một mình, nếu tự tiện xông vào nhà, xong việc ông ta lại cắn ngược lại một cái, tố cáo bọn họ vào nhà trộm cướp gì đó, rồi vận dụng các mối quan hệ gây áp lực thì phiền toái. Hơn nữa lúc trước Diệp Thiếu Dương cũng đã hỏi qua, lão nhân này hầu như không ra khỏi cửa, nếu ra ngoài thì cũng có không ít bảo vệ cùng đi, thật là không có cơ hội xuống tay. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để Diệp Thiếu Dương ra tay thi triển Mao Sơn câu hồn lệnh, câu hồn phách còn sống của ông ta. Ta thật không hiểu vì sao trước đó ngươi không dùng câu hồn lệnh với hắn. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, đã nghĩ đến rồi, vốn là tính 2 ngày nữa vẫn không tìm được Lương đạo sinh sẽ làm như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, hơn nữa lúc trước ở bên cạnh tôi không có ai giúp đỡ, cô thì chưa tới, Tứ Bảo cũng không, vạn nhất làm tới quá mức trọng ông ta giận, sợ ngược lại sẽ không tốt. Hiện tại thì có thể rồi, ngươi tìm kiếm thần sinh thần bát tự của Ngô Nhạc Ý đi. Việc này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói thật sự không khó, lập tức gọi điện cho Tạ Vũ Tình nói rõ yêu cầu. Tạ Vũ Tình rất hiếu kỳ, không biết hắn định làm gì. Diệp Thiếu Dương nói lại kế hoạch của mình. Tạ Vũ Tình trầm ngâm một chút, nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn. Vài phút sau nhắn cho hắn ngày tháng năm sinh của Ngô Nhạc Ý. Trong thời hiện đại còn không còn canh giờ, chỉ có thể xem sinh thần lục tự. Bất quá với Diệp Thiếu Dương mà nói thì như thế cũng đủ. Thương lượng với hai người một lúc, đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Bất ngờ mang theo đầy đủ pháp khí đi ra ngoài, gọi một xe taxi đến gần nơi biệt thự của Ngô Nhạc Ý. Tới giao lộ đầu tiên xuống xe, chỉ có sinh thần lục tự thì cần phải cách đối tượng muốn câu hồn trong phạm vi 5 dặm mới có thể thi triển. Để ta tìm một nơi thích hợp. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trái phải, một là để ẩn nấp, hai là phải giống như ban đêm vậy, bằng không hồn phách câu ra cũng không có ở lại được. Xung quanh biệt thự nhà Ngô Nhạc Ý là một vùng đất hoang vu dã ngoại. Ba người lấy biệt thự làm trung tâm, vòng qua một vòng rồi cuối cùng dừng chân ở một ngọn núi nhỏ cách không xa một khoảng 2000 mét. Tìm được một căn nhà hoang không ai ở. Nhà không nhỏ, trong ngoài 2 gian, bên trong chỉ có một chiếc giường đã cũ nát. Xem ra chỗ này trước đây từng là nhà của người miền núi, chỗ thợ săn hay là nơi xem dưa mùa hè gì gì đó. Tứ Bảo suy đoán, đi ra bên ngoài thấy ở đây còn có một cái giếng nước, bên trong vẫn có nước, không biết là nước giếng hay là nước mưa đọng. Không cần phải lo những cái này đâu, dù sao ở đây cũng không có ai. Bắt đầu đi vào đi. Đi vào trong nhà, Diệp Thiếu Dương bày ra pháp đàn câu hồn. Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo lấy chiếc chiếu rách trên giường định che cửa sổ tạo thành không gian tối. Kết quả dưới chiếu ẩm ướt, vừa mới lấy lên đã thấy mấy con rết to đang cuốn chiếu. Nhuyễn Lãnh Ngọc a lên một tiếng, dùng sức dậm chân. Hey, thì ra băng sơn mỹ nhân cũng sợ mấy cái con này. Tứ Bảo cười ha hả, đột nhiên nghĩ đến điều gì, chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Hai người thật là giống nhau đó, hợp nhau đó, đều là sợ mấy thứ này. Tôi chẳng hiểu cái đám côn trùng này có gì đáng sợ, đến quỷ còn không sợ mà lại sợ mấy cái thứ ba nhang ba sàm. Diệp Thiếu Dương và Nhuyễn Lãnh Ngọc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhau, họ cũng không biết vì sao mình lại sợ mấy con vật nhiều chân. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn, cùng bọn họ đóng đinh lên chiếc cửa sổ, sau đó tìm được mấy tấm vải rách trong phòng che kín cửa sổ, tạo thành một không gian tương đối tối tăm. Diệp Thiếu Dương tới trước pháp đàn, bật lửa đốt nến, nâng hương hoa vàng mã, đem tấm linh phủ có ghi sinh thần lục tự của Ngô Nhạc Ý thiêu hủy. Tiếp theo lấy cây trúc trước đó đã rút trộm từ hàng rào hậu viện nhà Ngô Nhạc Ý, coi như là gia y của Ngô Nhạc Ý. Nhật lạc xa minh, thiên địa đảo khai, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần phụng Ngô sắc lệnh, cầu tới oan hồn cùng ta đối chứng. Thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Ngô Nhạc Ý tam hồn thất phách quy Ngô đàn, tốc tới đưa tin. Niệm xong, Diệp Thiếu Dương đưa tay phải nâng tay trái, chân trái dậm xuống 3 lần, lấy cờ phướng phong đô đại đế tỏ ý dập đầu, miệng lầm bầm niệm 3 lần câu hồn chú. Trong vòng định hồn vẫn không hề có phản ứng gì. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, hồn phách không ở trong phạm vi 5 dặm, ông ta chắc chắn không có nhà. Làm sao bây giờ? Tứ Bảo nói. Hay là buổi tối lại đến? Nhuyễn Lãnh Ngọc đưa ra ý kiến. Buổi tối thì phải quay về ngủ, hiện tại thời gian còn khá sớm, không thể ở lại nơi hoang dã này mà chờ đến tối. Vì thế 3 người đành phải quay về. Tới giao lộ vào cao tốc, đợi nửa ngày cũng không thấy một chiếc xe nào. Các người sao đến cái xe cũng không có, đi đâu thật bất tiện. Nhuyễn Lãnh Ngọc cau mày oán giận. Không có bằng lái, cũng không có tiền mua xe. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vất vả lắm mới đi nhờ được một chiếc ô tô đường dài đi về hướng Cương Thành. 3 người lên xe trở lại Cương Thành. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Lão Quách, bảo lão lái xe qua đây, bằng không tối nay còn cần gì phải gọi xe, lại không thể bảo tài xế đợi. Xong việc cũng chẳng có cách nào quay về. Lão Quách biết được nguyên do, không nghĩ tới việc chính mình làm tài xế, tỏ vẻ mình là một tên đồ đệ ở Cương Thành, có xe trong tay, có thể để cho tên đồ đệ đó cho bọn họ sử dụng. Này, huynh có đồ đệ à? Diệp Thiếu Dương giật mình. Hay, cậu cứ nói, đệ cứ nói vậy. Trong giới phong thủy tỉnh Giang Nam, ta là có tiếng tầm lắm đó, thu được không ít đệ tử, mỗi người đều có công việc riêng, ngày thường không liên lạc quan hệ cũng không tồi đâu. Người này là đại đồ đệ của ta Cương Thành, coi như là người một nhà, người cứ thoải mái mà dùng. Ta nói hắn liên hệ lại. Lão Quách nói xong cúp máy. Chưa đầy 20 phút sau, Diệp Thiếu Dương nhận được một cuộc điện thoại. Là nam nhân, nghe âm thanh không quá lớn tuổi, vừa mở mồm đã kêu sư thúc, tuyên bố mình chính là đồ đệ của Lão Quách, dò hỏi vị trí bọn hắn. Diệp Thiếu Dương nói ra địa điểm cho hắn biết, bảo hắn lại đây sau giờ cơm chiều. Sau bữa trưa, Nhuyễn Lãnh Ngọc vào phòng đi ngủ. Diệp Thiếu Dương rảnh không có việc gì làm, tiếp tục suy diễn lạc thư. Trong thời gian buổi trưa đã suy đoán ra một thiên, sau đó điều tức khôi phục. Chạng vạng, Nhuyễn Lãnh Ngọc rời khỏi phòng, 3 người xuống ăn cơm. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho đồ đệ của Lão Quách. Cơm nước xong xuôi, tiểu tử kia gọi điện tới, tỏ ý đã đến trước cửa tiệm. Diệp Thiếu Dương mới đi ra tới cửa, một người lập tức đi tới chào hỏi, kêu lớn: Diệp sư thúc. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một hồi quan sát, thấy là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, ngũ quan cũng có thể gọi là đoan chính, thiên đình no đủ, chóp mũi cao, là một người có phúc. Diệp sư thúc. Hắn vô cùng kích động nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, lắc tay làm như đang lắc chảo nấu ăn vậy. Ta là Lâm Tiêu Hiền, sớm đã nghe sư phụ nói qua về người, muốn tới bái phỏng, nhưng gần đây công việc bận quá, người có thể tới Cương Thành, thực là tốt rồi. Vậy người làm nghề gì? Làm quan tài. Tay nghề làm quan tài của ta đều học được từ sư phụ, ông còn dạy ta rất nhiều á. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đưa mắt nhìn nhau, đều không biết nói gì nữa. Chương 742, rơi vào bẫy, phần 2. Ba người đi theo hắn ra ngoài, Lâm Tiêu Hiền bảo bọn họ chờ, còn mình lái xe qua. Chờ đến khi chiếc xe nhìn thấy, 3 người há mồm. Là một chiếc taxi cỡ nhỏ, cũ nát không thua gì xe cà tàng nhà Lão Quách. Quả nhiên là thầy nào trò đấy mà. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy á. Tứ Bảo cũng lắc đầu theo. Xe chạy đến trước mặt, mấy người Diệp Thiếu Dương tiến đến. Lúc kéo cửa xe mới phát hiện trên cửa xe có dán 5 chữ: tiệm quan tài Tiểu Lâm. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Người dán mấy chữ này lên xe không sợ đen đủi à? Đây là quảng cáo sống đó. Lâm Tiêu Hiền mặt mày hớn hở. Các người xem hình dáng chiếc taxi này của ta có phải giống như một cỗ quan tài hay không? Kiểu xe này là do ta đặc biệt chỉnh sửa, chính là muốn có được hiệu quả này đó. Cuối cùng con bổ sung một câu là do sư phụ ta dạy đó. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu. Ô tô hình quan tài, lên xe khác nào chui vào quan tài, người nào mà còn dám ngồi. Đại cát đại lợi, không gì kiêng kỵ. Tứ Bảo lấy ra một hạt bồ đề ở trước xe vẽ vài vòng, lúc này mới bất đắc dĩ chui vào. Dọc trên đường đi, Lâm Tiêu Hiền không ngừng hỏi Diệp Thiếu Dương một số vấn đề về đạo pháp. Tuy mấy vấn đề này đối với Diệp Thiếu Dương xem ra chỉ là cơ bản của cơ bản, nhưng có thể thấy Lão Quách ngoại trừ dạy hắn đóng quan tài cũng đã dạy hắn một ít đạo pháp. Hỏi ra mới biết gia hỏa này quả nhiên cũng giống như Lão Quách, mở cửa hàng bán quan tài, còn làm thêm việc khai quang trừ tà giúp người ta. Hèn gì Lão Quách lại phái hắn đến đón mình, coi như là người một nhà. Lâm Tiêu Hiền thật cẩn thận, không có hỏi quá nhiều về hành động đêm nay. Điều này khiến cho Diệp Thiếu Dương rất vừa lòng. Không phải là không muốn cho hắn biết, mà là không nghĩ sẽ làm hắn bị cuốn vào chuyện này. Ra khỏi đường cao tốc, lúc gần đến dinh thự của Ngô Nhạc Ý, Diệp Thiếu Dương bảo Lâm Tiêu Hiền tắt đèn, giảm tốc độ, chạy xe đến ẩn trong một bụi cỏ ven đường. Sau đó mấy người mò mẫm đi tới căn nhà nhỏ, ban ngày đã tới. Lâm Tiêu Hiền kỳ kèo muốn đi theo, rất hưng phấn muốn kiến thức một chút về câu hồn lệnh chính tông của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương thấy không có gì nguy hiểm, liền mang hắn theo. Rốt cuộc hắn lái xe đón đưa, để hắn một mình chờ trong xe cũng không có thích hợp lắm. Mấy người đi vào căn nhà hoang kia, Diệp Thiếu Dương không hề chậm trễ, lập tức làm phép câu hồn. Ba người còn lại đứng ở bên cạnh nhìn. Diệp Thiếu Dương thiêu hủy linh phủ có ghi tên và ngày sinh của Ngô Nhạc Ý. Niệm chú xong đợi một hồi, một trận âm phong thổi tới. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, hai con người trở nên đỏ như máu vậy. Sao lại thế này? Nhuyễn Lãnh Ngọc nhận ra có gì không ổn, tiến đến bên hỏi hắn. Ta tìm được hồn phách của hắn, nhưng có người hạ cấm chế trong cơ thể của hắn, tương đối phiền phức. Nhất định là tên vu sư kia. Tứ Bảo nói, hắn đoán được ngươi sẽ câu hồn, cho nên đã có chuẩn bị trước. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, so với đạo pháp chính tông, hắn thật đúng là muốn chết mà. Lập tức từ đai lưng rút ra một cây đào mộc kiếm, đâm vào một ít tiền giấy đặt lên pháp đàn, xông vào hương khói, miệng lạnh lùng niệm: Triệu công hắc hổ, lục đinh lục giáp, thính ngã hảo lệnh, cường câu sinh hồn, bất đắc hữu ngộ. Niệm xong, lấy một cây nhang từ trên pháp đàn cắm vào miệng mình, ngậm một miệng cho hương. Sau đó lấy ra một lọ pháp thủy, uống một ngụm, phun lên đào mộc kiếm. Đào mộc kiếm lập tức sáng lên một đạo kim quang. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay đào mộc kiếm lăng không múa may vài cái, tay trái bấm quyết, ngón trỏ va ngón giữa, ấn vào kiếm, xong vuốt một đường về phía trước, quát lớn: Ra ngay cho ta! Một đạo thanh quang theo tay của hắn từ trên kiếm phong ngã lăn xuống dưới, hóa thành hình người, đúng là Ngô Nhạc Ý. Ngồi dưới đất mê man nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó nhanh chóng hiểu ra, trong ánh mắt không còn cái gì mà uy phong như ở ngày thường, run bần bật. Việc này không liên quan gì đến bản thân ông ta, mà là một loại bản năng kính sợ của hồn phách đối với pháp sư. Huống hồ Diệp Thiếu Dương lại là thiên sư Mao Sơn, một khi mà làm phép thì quỷ hồn thiên hạ đối với hắn phải cung kính khiếp sợ. Ngô Nhạc Ý, bổn thiên sư câu hồn của ngươi chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời đúng sự thật xong sẽ thả ngươi. Lương đạo sinh hiện đang ở đâu? Ở nhà của ta. Hình thái hồn phách của Ngô Nhạc Ý cũng giống như là quỷ hồn bình thường, đối diện với Diệp Thiếu Dương sợ hãi rụt rè, trả lời đúng sự thật. Quả nhiên là ở đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuyễn Lãnh Ngọc: Hắn có tính toán gì không? Ngô Nhạc Ý vừa muốn trả lời Diệp Thiếu Dương, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo. Diệp Thiếu Dương dùng đào mộc kiếm chống xuống đất, tiếp đó quỳ trên mặt đất. Chuyện phát sinh đột ngột làm cho đám Nhuyễn Lãnh Ngọc trở tay không kịp, vội vàng chạy đến kiểm tra dưới ánh nến. Toàn thân Diệp Thiếu Dương tản ra một lớp thanh quang, từng luồng khí lạnh tỏa ra, tựa như xúc tu lạnh như băng vậy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, trên người hắn nổi lên một lớp xương lạnh. Nhuyễn Lãnh Ngọc mở mi mắt của hắn, lập tức có một dòng dịch nhảy màu xanh chảy ra, liền kêu lên: Âm độc, thật là lợi hại. Thiếu Dương, ngươi sao rồi? Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, nuốt ngụm máu xuống bụng, bảo vệ tâm mạch, miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức. Trúng kế rồi. Tứ Bảo vỗ mạnh đùi. Lúc pháp sư câu hồn, lục thức trong cơ thể khai thông, hình thành một đạo linh kiều kết nối với hồn phách bị câu. Tên vương bát đản này khẳng định đã lợi dụng hồn phách của lão già này để hạ cổ Thiếu Dương. Nhuyễn Lãnh Ngọc vừa nghe xong liền luống cuống, nhìn toàn thân Diệp Thiếu Dương tỏa ra ngày càng nhiều xương lạnh, lẩm bẩm: cổ độc gì mà lợi hại như vậy? Là thi độc của cửu âm đông nhân, nhất định là nó. Người thường dính phải chắc chắn sẽ chết. Trong tình huống không phòng bị, dù là pháp sư cũng không kháng lại được. Hơn nữa, ta lại bị trúng độc từ bên trong kỳ kinh bát mạch. Nhuyễn Lãnh Ngọc ngồi xuống, nhét một miếng vàng lá vào trong miệng của hắn, sau đó lấy một chiếc bút chu sa hình thỏi son vẽ vài nét lên mặt hắn, niệm giúp hắn loại bỏ thi độc pháp chú. Phốc một tiếng, Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm máu. Lần này là máu đen, trong đó còn một ít sâu bọ nhỏ đủ loại bò trong ngụm máu đen. Nhuyễn Lãnh Ngọc vừa thấy liền biết đây là cổ, có thể thông qua quỷ hồn mà phá giải pháp thuật của người khác, còn có thể lợi dụng quỷ hồn để hạ cổ. Tu vi của tên vu sư này đích thực là cường đại đến cực điểm. Thiếu Dương, Thiếu Dương, người thế nào rồi? Nhuyễn Lãnh Ngọc nắm chặt tay hắn thất thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương mở mắt, bên trong hai mắt nổi lên một tầng chướng khí màu trắng, muốn mở miệng nói chuyện thì lại phun ra một búng máu đen. Cảm giác trong cơ thể tựa hồ có vô số con sâu đang làm loạn trong kinh mạch. Hắn dùng phương pháp Tiểu Chu Thiên thổ nạp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch không bị công hãm. Xem ra nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng xong đời. Chẳng lẽ lại chết như thế này? Không cam lòng, thực không cam lòng. Thiên sư huyết đã giết từng đám cổ trùng, nhưng lũ sâu này dường như vô cùng vô tận, tấn công liên tục không ngừng. Cương khí trong cơ thể Diệp Thiếu Dương dần trở nên khô kiệt, tâm mạch chẳng mấy chốc sắp bị thất thủ. Thổ nạp Tiểu Chu Thiên quả nhiên không đối phó được loại cổ thuật ác độc. Diệp Thiếu Dương không ngừng thổ ra máu, thần thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, trong nội tâm của hắn vang lên một âm thanh: đạo chi chân mệnh, hữu sinh vô tương, nan dịch tương thành. Hết chương 742, hết tập 96. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tũn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tũn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.